Dạ xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ về chủ đề đó là thầy Tuấn Ngọc là tình báo cao cấp súc vật nằm dùng. Trước hết mình xin chia sẻ câu chuyện cá nhân. Thì vừa qua có một cái người, mình cũng không biết là người nào, thì cái người này mới nói với lại một người bạn của mình rằng là hãy cẩn thận với thầy Tuấn Ngọc, là bởi vì thầy Tuấn Ngọc là tình báo cao cấp, thầy Tuấn Ngọc là súc vật nằm dùng. Thì cái người bạn của mình mới gọi Messenger và báo cho mình biết. Thì hôm nay mình làm cái video này là cũng để nói rõ là tại sao có cái sự nghi ngờ đó. Bởi vì người bạn của mình mới hỏi cái người đó, cái người mà mình cũng không biết là ai, chỉ người bạn mình biết thôi, hỏi người đó là tại sao lại nghi ngờ thầy Tuấn Ngọc là tình báo cao cấp, là súc vật nằm dùng. Thì cái người đó mới nói rằng là người đó đã phát hiện là mình có viết một cái câu đó là gì, đó là sống cống hiến cho đất nước, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bả chó kính yêu vĩ đại. Đó. Thì xin thưa với cô bác anh chị và các bạn, thì thật sự ra cái người này họ nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở. Cái sự nghi ngờ tức là nghi ngờ mình là súc vật nằm dùng là hoàn toàn có cơ sở. Là bởi vì là quả thật là mình có viết cái câu đó. Mình có viết cái câu là sống cống hiến cho đất nước để mà không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bả chó kính yêu vĩ đại. Đó. Thì nhân đây thì mình cũng khuyến khích tất cả các bạn, khi mà các bạn có bất cứ cái nghi vấn gì, bất cứ cái nghi ngờ gì, thì các bạn hãy mạnh dạn đặt cái câu hỏi của mình, hãy hỏi công khai mình, chứ không nhất thiết là phải hỏi là thông qua người bạn, thông qua bạn bè, hãy hỏi công khai. Ví dụ như chúng ta có thể làm livestream, chúng ta hỏi công khai. Đó. Thì mình cũng xin thưa là tại sao mà mình đã viết cái câu đó là mình tâm nguyện của mình là sống cống hiến cho đất nước để mà không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bả chó kính yêu vĩ đại. Thật sự là như chúng ta đã biết là khi một người được sinh ra là thông thường từ 0 đến 6 tuổi thì chủ yếu là vui chơi là chính. Gần như là giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi là không có bị nhồi sọ. Và đến khi 7 tuổi thì mình bắt đầu là đi học. Và khi mình đi học thì cái người mà mình được nghe nhiều nhất, được kể nhiều nhất, được ca ngợi ca tụng nhiều nhất, đó là ai? Đó là bả chó. Đó là bả chó. Và thật sự là khi mà mình nghe những câu chuyện về bả chó thì thật lòng là trong cái trái tim mình đã vô cùng là kính yêu bả chó. Mà chính xác là mình đã kính yêu bả chó từ khi mình 7 tuổi cho đến mình 33 tuổi, tức là 26 năm trời, hơn 2 thập kỷ các bạn, mình đã bị lừa đảo, mình đã bị dụ, mình đã bị nhồi sọ, hay nói một cách chính xác, mình đã bị ngu. Và khi mà mình kính yêu bả chó như vậy thì thật sự đó là một cái lòng kính yêu thật sự các bạn. Cho nên mình mới viết ra cái câu đó là kính yêu bả chó. Đó. Và cái tâm nguyện của mình là mình sẽ học theo cái gương của bả chó. Đó là cái tâm nguyện suốt đời của mình các bạn. Mình học theo cái gương của bả chó. Đó là lý do mình tạo ra cái chương trình gọi là Vì Xã Hội. Mình đã tạo ra cái chương trình Vì Xã Hội là cũng bởi vì trong thâm tâm của mình quá kính yêu bả chó đi, cho nên mình muốn sống cống hiến,
đó, cho đất nước. Rồi thậm chí các bạn, thậm chí là mình nằm mơ, mình nằm mơ mình cũng nghĩ về bả chó. Có lần là mình nằm mơ mình lắp ráp, mẹ mình kể rằng là mình giống như là mắt bố vậy đó các bạn. Là mình nằm mơ mình mắc bố, mình mắc bố và mình lắp ráp về coi như là về bả chó. Mình nói là đất nước đẹp vô cùng nhưng chó phải ra đi, cho tôi làm sống vỗ với thân tàu đưa tiễn chó. Khi bờ bãi dần lui làng sớm khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Đây lưu ý là mình nằm mơ nha các bạn, nằm mơ và mình lắp ráp như là mình mắc bố về là bả chó, chứ không phải là mình đạo văn của ai hết nha các bạn. Đó. Rồi khi bờ bãi dần lui làng sớm khuất, bốn phía nhìn không bóng một hàng tre. Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ, sống vỗ với thân tàu đâu phải sống quê hương. Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở, xa nước rồi càng hiểu nước đau thương. Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời cha. Đó là những cái lời mà mình đã lắp ráp trong cái giấc mơ khi mà mình mắc bố về cái thằng bả chó. Đó. Rồi là bốn bức tường im, nghe chó lập tình trán sách gấp. Lệ chó già rơi trên chữ xúc vật, chó tru lên như sủa cùng dân tộc. Lu má hạnh phúc là đây, cái con mẹ nó chân lý đây rồi. Đó là những cái lời mà thật tâm là mình đã từng là mắc bố về bả chó mà mẹ mình là kể lại đấy. Thì thậm chí là mình đã từng đọc những cái quyển sách như là vừa đi đường vừa xảo lòng, những quyển sách như là vừa đi đường vừa xảo lòng, rồi là những mẫu chuyện hay về bả chó của tác giả là Trần Dâm Tiện. Thì khi mà mình đọc cái quyển là vừa đi đường vừa xảo lòng các bạn, thì thật sự ra là mình là vô cùng là xúc động vật, rất là xúc động vật. Rồi lúc mà mình đọc cái quyển mà gọi là những mẫu chuyện hay về cái cuộc đời của là bả chó, thì mình cũng là rất là xúc động vật. Bây giờ các bạn thử hình dung là có một cái người mà cái người này biết 29 cái thứ tiếng, nói lưu lót 29 thứ tiếng, thì các bạn sẽ có ngưỡng mộ hay không? Mà thật tâm là mình ngưỡng mộ dữ lắm. Bởi vì bản thân mình là mình học là chỉ có một cái ngoại ngữ thôi mà mình học không xong, mình học thật sự là mình học không xong, trong khi là bả chó nó biết tới 29 cái thứ tiếng, cho nên mình quá ngưỡng mộ đi. Rồi bây giờ một cái vấn đề quan trọng nữa là bả chó nó kiềm nén cái ham muốn tình dục, nó ham muốn tình dục. Cái thằng bả chó này nó không có đi kịch dạo đó, tức là trong những cái câu chuyện mà nói về bả chó là bả chó nó không hề đi chịch dạo. Cho nên rằng là mình quá sức tưởng tượng đi, mình thấy đây là một nhân vật nó quá ư là vĩ đại. Bởi vì là lúc mà mình học mẫu giáo các bạn, mình học mẫu giáo là mình đã yêu cô giáo rồi. Mình học mẫu giáo là mình đã yêu cô giáo. Và mình học lớp 4 là mình đã yêu cái cô bạn mà chung lớp rồi. Đó. Yêu cô bạn chung lớp. Và trong khi là bả chó là nó tới suốt cuộc đời nó không hề biết chịch dạo là gì. Như vậy có phải chăng là đây là một cái sự hy sinh cao cả là cho dân tộc hay không? Rồi các bạn thấy nữa là nó không hề có tiền, bả chó nó không hề có tiền. Vậy mà nó dám là đi bước lên tàu, nó dám bước lên tàu để mà nó khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Ngày nay thì chúng ta có cái quyển gọi là Bí quyết tay trắng thành triệu phú của tác giả là Adam Khu. Ngày xưa không hề có cái quyển là Bí quyết tay trắng thành triệu phú, vậy mà bả chó nó vẫn dám mang hai cái bàn tay trắng để mà nó bước lên tàu. Thì rõ ràng rằng là làm cho mình cảm phục vô cùng. Và từ năm mình 7 tuổi cho đến năm mình là 33 tuổi là mình hoàn toàn là rất là kính yêu cái nhân vật bả chó. Chính vì vậy mà mình mới viết cái câu gọi là sống cống hiến cho đất nước. Đó, mình thề như vậy đó các bạn. Rồi mình sẽ không bao giờ
phụ cái lòng mong mỏi và cái công ơn trời biển của bả chó kính yêu và đỉ dại ở lòng bộ vĩ đại, vĩ đại, vĩ đại mà nhiều khi hay nói lái riết thành là đỉ dại, kính yêu bả chó đỉ dại. Thì một lần tình cờ mình mới lên trên mạng, mình mới sợt, đó là sợ cái sự thật về là bả chó xuất sinh đó, mình sợ bả chó xuất sinh thì mình mới té ngửa ra là đây là một cái thằng xuất vật, đây là một cái thằng chó đẻ, nó là cái người mà gọi là dân tộc hẹ, nó là một con khỉ đột các bạn, một con khỉ đột, một con khỉ đít đỏ, một con bò đỏ, một con quỷ đỏ, một cái loài xuất sinh khốn nạn, một cái tên dân tộc đó. Cho nên đó, là mình mới bàng hoàng và ngỡ ngàng, mình chón dán và chớ giới, mình bối rối và lúng túng. Đó, thật sự là thần tượng của mình bao năm qua nó đã bị sụp đổ một cách hoàn toàn và chính vì cái nỗi thất vọng chán chường, một cái nỗi thất vọng ê chề, mình phát hiện rằng nó không phải là vĩ đại, nó không phải vĩ đại mà nó là đĩ dại, nó là một, là chính xác nó là đĩ dại chứ không bao giờ là vĩ đại được. Và mình phát hiện nó lập hơn 100 cái nickname, nó lập hơn 100 cái nick giả để mà nó làm gì, để mà nó comment dạo, nó bia cái hình ảnh cá nhân. Nó lập hơn 100 cái nick ảo để mà nó comment dạo các bạn, nó bia hình ảnh cá nhân của nó các bạn đó. Cho nên mình thất vọng vô cùng, và từ ngày đó là mình cảm thấy thù đó, mình thù bả chó vô cùng thù, mình hận bả chó vô cùng hận đó. Và bắt đầu là mình quay video, mình chửi vô mặt bả chó, mình ỉa vô mặt bả chó là như vậy Rồi mình chửi được một thời gian các bạn, mình chửi được một thời gian thì mình mới lên trên mạng, mình mới phát hiện là một cái nhân vật gọi là nữ anh thư, là tài ba lỗi lạc, đó tên là Ly Sa Phạm. Và bắt đầu mình nghe Ly Sa Phạm và khẳng định rằng là chính xác là bả chó nó là xuất sinh dâm tặc, chứ nó không phải là kính yêu vĩ đại như trong lòng của mình mà đã từng ngưỡng mộ nó. Cho nên là mình mới lên trên mạng đó, mình mới xóa bỏ, gọi là mình xóa đi những cái dấu vết nhơ, xóa những cái dấu vết nhơ nhớp. Những dấu vết nhơ nhớp đó là gì? Đó là mình đi tìm cái câu mà mình đã từng ca ngợi nó, đó là gì? Đó là sống cống hiến cho đất nước, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bả chó kính yêu đĩ dại. Thế nhưng mà không thể nào xóa hết được các bạn, bởi vì cái câu nói của mình người ta đã copy nó, người ta bỏ lên những cái diễn đàn khác, người ta bỏ lên những cái trang web khác đó. Thì những cái diễn đàn, những cái trang web nào mà mình còn có cái quyền admin thì mình có thể vào đó để mà mình xóa, mình xóa đi một cái vết nhơ, một cái vết nhơ nhất. Mà mỗi lần nghĩ tới cái câu mà gọi là mình đã từng ca ngợi bả chó, thật sự mình nhục nhã vô cùng, vô cùng nhục nhã các bạn, nhục thối đầu luôn các bạn. Cho nên mình mới đi xóa. Nhưng mà là mình không thể nào xóa hết được. Nhưng nãy mình nói là người có rất nhiều người, người ta đã copy cái đó, người ta đã bỏ lên các diễn đàn khác. Nếu như các bạn chịu khó coi lại cái dòng thời gian thì cái câu đó nếu như người ta có copy thì người ta đã copy nó từ lâu rồi, cái khoảng thời gian nó lâu rồi. Nhưng mà mình xóa không được. Thì nhân đây thì cũng mong những bạn nào mà đã từng là copy cái câu mà mình đã ca ngợi bả chó mà bỏ trên các diễn đàn khác, thì nhờ các bạn là xóa giùm mình cái đoạn đó. Để chi vậy? Để là lịch sử ngàn đời sau họ không có ỉa vô mặt mình, họ không có bôi tro trét trấu vô mặt mình, họ không có cười nhạo vô cái bản mặt của mình. Mình cũng đã có nỗ lực nhưng mà không thể nào mà xóa hết được cái vết nhơ nhớp này các bạn. Cho nên ngày hôm nay mình quay cái video này để mình công khai là xin lỗi cộng đồng là mình đã từng ca ngợi cái thằng bả chó xuất sinh. Nhưng mà thật sự mình đã ca ngợi nó khi mà mình lúc đó mình còn ngưỡng mộ nó, mình chưa biết ra sự thật. Bây giờ thì mình biết rồi, nó là một cái con thú, một cái thằng dâm tặc, một cái thứ khốn nạn. Nhưng mà sao các bạn, nhưng mà cho dù là mình thù bả chó, mình ghét bả chó, mình thề là mình sẽ ỉa vô mặt bả chó. Nhưng mà cái phương châm sống của mình thì vẫn không thay đổi. Có nghĩa là phương châm sống của mình vẫn là vì xã hội, phương châm sống của mình vẫn là sống cống hiến cho đất nước, cống hiến cho dân tộc. Có nghĩa là mình vẫn giữ cái phương châm là sống cống hiến cho đất nước. Chỉ có điều là bỏ đi cái đoạn là không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của bả chó xuất sinh đĩ dại. Thì đó là cái câu chuyện cá nhân mình nêu ra để giải thích cho là cái hành động mà mình đã từng làm một cái chuyện vô cùng đáng xấu hổ, vô cùng đáng là hổ thẹn.
À, còn các bạn có nghi ngờ mình là cái súc vật nằm vùng hay không, thì nếu như các bạn vẫn còn nghi ngờ, bạn nghi ngờ ở điểm nào và tại sao bạn nghi ngờ, thì bạn hãy cứ đặt câu hỏi công khai để mình sẽ trả lời cho bạn. Bây giờ mình qua cái phần số 2, đó là gì? Đó là muốn là dẹp bỏ độc tài thì là phải là sống thật. Nào, thì phải sống thật. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì là độc tài nó xây dựng là dựa trên cái sự gian dối. Độc tài nó xây dựng dựa trên sự gian dối. Nó đã dựng hình ảnh bả chó súc sinh khốn nạn thành một cái nhân vật rất là đĩ dại. Đĩ dại tức là vĩ đại đó các bạn. Đó. Thì nó đã xây dựng hình ảnh của bả chó như vậy. Xây dựng hình ảnh dựa trên cái sự gian dối. Vậy thì muốn dẹp bỏ độc tài thì chỉ có một cách duy nhất. Đó là phải sống thật. Chúng ta lưu ý là sống thật. Thì trong cái nội dung Hai La Mã thì mình trình bày gồm có 3 phần. Đầu tiên là bất cứ ai cũng có quyền nghi ngờ. Có nghĩa là bạn có quyền nghi ngờ mình là súc vật nằm vùng. Bạn có quyền nghi ngờ. Và mình khuyến khích bạn nghi ngờ là bởi vì sao? Bởi vì nếu như bạn tin sái cổ mà bạn không hề có một cái nghi ngờ, bạn không hề là có cái sự đặt câu hỏi, thì cái niềm tin đó gọi là mê tín. Cho nên là cái sự nghi ngờ là tốt. Nhưng khi nghi ngờ thì chúng ta hãy mạnh dạn đặt câu hỏi. Để chi? Để mà hóa giải nghi ngờ. Chứ chúng ta đừng có để cái sự nghi ngờ đó ở trong lòng. Như vậy thì ai cũng có quyền nghi ngờ, nhưng mà không có quyền quy chụp. Bạn nghi ngờ thì bạn hãy tìm hiểu để làm sáng tỏ. Chứ bây giờ bạn đi quy chụp đó, bạn đi quy chụp mình là súc vật nằm vùng thì rõ ràng rằng là rất là quan uổng cho mình, đã rất là quan uổng. Cho nên mình khuyến khích bạn nghi ngờ và đồng thời cũng khuyến khích bạn hãy đi tìm hiểu rõ chân tướng bằng cách là công khai đặt câu hỏi. Và khi bạn nghi ngờ thì bạn hãy nói cho rõ là bạn nghi ngờ chỗ nào, bạn nghi ngờ cái đặc điểm nào và tại sao bạn nghi ngờ. Cho dù bạn không có chứng cứ, bạn vẫn có quyền nghi ngờ. Bởi vì nghi ngờ là cái cảm giác của con người. Không cần có chứng cứ, bạn vẫn có quyền nghi ngờ. Nhưng bạn phải nêu cho rõ là bạn nghi ngờ điểm nào, tại sao, để mình có thể giải thích cho bạn. Rồi, bây giờ mình qua cái phần số 2, đó là cái sự đoàn kết giả tạo. Thì nếu như mà bạn nghi ngờ mình là súc vật nằm vùng, đúng không? Bạn nghi ngờ xong mà bạn lại để trong lòng. Thì chúng ta thấy rằng cái việc để trong lòng nó rất là nguy hiểm, nó rất là nguy hiểm. Chúng ta cần phải nói ra các bạn. Chỉ có thể nói ra thì mới có thể rằng là sao? Mới có thể là hóa giải được cái nghi ngờ. Nếu như mình không phải là súc vật nằm vùng thì khi bạn nói ra, đúng không? Rồi mình sẽ trả lời cho bạn, bạn hiểu được thì lúc này là hóa giải được cái nghi ngờ. Còn nếu như mà mình chính xác là súc vật nằm vùng thì cũng bạn cũng càng phải nói ra. Bạn nghi ngờ mình là súc vật nằm vùng, bạn càng phải nói ra để chi? Để mà nếu như giả sử mình là súc vật nằm vùng thì bạn nói ra để mà giật mặt mình. Bạn phải giật mặt súc vật nằm vùng. Giật mặt súc vật nằm vùng để cho mọi sự nó phô bày ra. Như vậy thì sao? Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, đúng không? Thay vì bạn nghi ngờ mình là súc vật nằm vùng thì khi bạn nói ra thì nó có hai khả năng. Một là bạn sẽ không còn nghi ngờ mình nữa, và hai là bạn chắc chắn mình là súc vật nằm vùng. Cho nên mình khuyến khích bạn nói ra chứ đừng có để trong lòng. Cái phần tiếp theo trong cái sự đoàn kết giả tạo đó là gì? Đó là bạn nghi ngờ, bạn không để trong lòng, bạn có nói ra nhưng mà bạn lại là không có nói công khai. Bạn đi nói với người này người kia, bạn đi nói có một vài người thôi. Bây giờ bạn thử hình dung lỡ xui mà bạn lại nói trúng cái người họ cũng đang nghi ngờ như vậy, thì bây giờ cái người kia họ cũng rõ ràng hôm nay họ cũng nghi ngờ, họ cũng chưa có công khai họ nói ra, họ cũng đang để trong lòng bạn nói họ, cái bắt đầu hai người này có cái nghi ngờ giống nhau, cái như vậy có phải làm cho cái mối nghi ngờ này nó càng vững chắc? Có nghĩa thật ra nó cũng chỉ là nghi ngờ, anh A cũng nghi, anh B cũng nghi, nhưng mà hai người này nghi giống nhau, cho nên khi mà ngồi nói chuyện với nhau nó rất là hợp rơ. Và cuối cùng là cái sự nghi ngờ này, nó cái cảm giác của hai người, cảm giác của hai người là tưởng chừng như đây là sự thật. Vậy bắt đầu hai người này mới nói cho một người thứ ba,
Mà xui một cái là người thứ ba cũng lại có cái nghi ngờ giống như A và B. Thì lúc này là cả ba người này là không còn nghi ngờ nữa, mà trở thành chắc chắn. Nó như vậy thì nếu như bạn không chịu nói công khai, mà bạn đi nói cho người này người nọ, bạn nói cho một vài người, mà một vài người đó xui họ có cái nghi ngờ giống nhau và giống bạn, thì cuối cùng rằng là cái sự nghi ngờ đó nó trở thành chắc chắn. Và khi chắc chắn lúc này bạn mới công khai bạn nói ra. Thì khi bạn công khai bạn nói ra thì bạn đâu có phải là đặt câu hỏi nữa, mà bạn lúc này bạn tố cáo luôn. Bạn lúc này bạn đã là bạn tin đó là sự thật mà bạn tố cáo và bạn đấu tố. Nhưng mà thật sự ra đó chỉ là gì? Đó chỉ là cái sự nghi ngờ mê tín. Như vậy thì nếu như cái nghi ngờ chúng ta không nói công khai, chúng ta nói cho một vài người, thì nó sẽ cộng hưởng nghi ngờ, nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng đó gọi là cái hiệu ứng cộng hưởng nghi ngờ. Và cuối cùng là những người đó sẽ tưởng đó là sự thật. Đã. Như vậy thì qua hai cái đặc điểm này, qua hai cái đặc điểm này các bạn, tức là đặc điểm gì? Đặc điểm là nghi ngờ để trong lòng, hoặc là nghi ngờ nói ra nhưng mà không nói công khai, nói cho một vài người. Đây là cái điểm yếu, đây là cái điểm yếu của dân tộc, đây là cái điểm yếu của dân tộc. Và cái điểm yếu này nó làm cho là độc tài lợi dụng, độc tài sẽ lợi dụng cái điểm yếu này. Tức là sao? Tức là người ta nghi nhưng mà không nói, đúng không? Lợi dụng cái điểm yếu này mà độc tài nó có thể cài cắm người vào, nó cài cắm người vào cái hàng ngũ của những người gọi là đang đấu tranh cho cái nhân quyền. Đã. Thì rất là nguy hiểm khi mọi người nghi ngờ mà không chịu nói ra, làm cho độc tài nó sẽ cài cắm người vào đó. Đó, cho nên là khuyến khích mọi người phải nói ra. Như vậy thì tóm lại là cái trường hợp thứ nhất là nghi ngờ để trong lòng. Cái trường hợp thứ hai là nghi ngờ không nói công khai mà nói cho một vài người. Và trường hợp thứ ba là gì? Trường hợp thứ ba là nghi ngờ nhưng mà lại không nói, và đồng thời cũng cản trở người khác nói. Có nghĩa là bạn nghi, bạn không nói, bạn cũng không nói cho vài người. Ngoài ra chẳng những vậy, bạn còn đi cản trở người khác nói ra nữa. Đó, tức là gì? Tức là ta gọi là bao che. Đó, bao che. Thì cái hiện tượng bao che này nó giống như là mèo mà nó giấu cứt vậy đó các bạn. Mèo nó giấu cứt. Đó. Và giấu cứt thì nó cũng đâu có hết thúi đâu. Bởi vì là nếu có cứt, nếu đã ỉa cứt ra thì là phải hốt. Chứ không thể mà để giấu được. Giấu nó cũng không hết thúi. Cho nên cái việc mà bao che là nó không có đúng. Ngoài ra chẳng những có người bao che mà có thể họ còn cài một cái game khác. Họ cài một cái game khác để mà tập trung cái sự chú ý của mọi người vào cái vấn đề khác, để mà quên đi cái việc mà quan trọng là mọi người đang nghi ngờ mình, hoặc là đang nghi ngờ anh A nào đó chẳng hạn. Như vậy thì là cái việc bao che nó vừa không phá tan cái mối hiểu lầm, nó vừa không phá tan cái mối hiểu lầm các bạn, mà nó còn là vô tình là bao che cho súc vật nằm vùng. Tại vì chúng ta thấy rằng khi nghi ngờ thì có hai khả năng. Một là nghi đúng, hai là nghi sai, đúng không? Nghi đúng là gì? Nghi đúng có nghĩa là chính xác là cái kẻ đó là súc vật nằm vùng. Và nghi sai là gì? Nghi sai là người đó không phải súc vật nằm vùng mà chúng ta đã nghi oan cho họ. Thì nếu như chúng ta nói ra thì một là sẽ phá tan hiểu lầm, còn hai là sẽ dập mặt được là súc vật nằm vùng. Cho nên nếu như chúng ta bao che đó các bạn, thì chẳng những không xóa được, không phá tan được cái hiểu lầm, mà nó còn là có thể thậm chí vô tình bao che cho súc vật nằm vùng. Chính vì vậy mà cái việc bao che nó tưởng chừng như rằng là người bao che đang muốn giữ được cái sự đoàn kết, giữ cái sự đoàn kết của phong trào. Người bao che đang nghĩ rằng là như vậy, nghĩ rằng là mình hãy nỗ lực giữ cái sự đoàn kết của phong trào. Nhưng mà kỳ thực không phải các bạn. Kỳ thực rằng là khi bao che như vậy, nó đã tạo nên một cái sự đoàn kết giả tạo. Bởi vì sao? Bởi vì khi nghi ngờ lẫn nhau, thì cho dù là không gây chiến với nhau, nhưng mà trong thâm tâm họ không thể nào họ đoàn kết được. Bởi vì anh A nghi anh B, anh B nghi anh A, hai người này không nói ra. Như vậy thì họ đang bằng mặt nhưng họ không bằng lòng. Chỉ có nói quỵt tẹt ra thì một là vạch mặt được cái kẻ nằm dùng,
hai là phá tan hiểu lầm. Và khi phá tan được hiểu lầm thì cái mối đoàn kết đó nó mới chặt chẽ. Cho nên cứ để cái hiểu lầm đó nó lâu dài thì sẽ không bao giờ tạo nên một cái sự đoàn kết thật sự. Mà rõ ràng rằng các bạn đã nhìn thấy sau 42 năm dưới sự cai trị của tà quyền súc vật, tà quyền súc vật nó có một cái âm mưu rất là thâm độc, đó là làm cho những cái người dân họ nghi ngờ lẫn nhau, họ nghi kỵ lẫn nhau. Đã. Và họ nghi ngờ lẫn nhau mà họ không nói ra. Cho nên họ sau 42 năm trời không có một cái sự đoàn kết thật sự nào cả, mà chỉ là cái sự đoàn kết giả tạo bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cái sự đoàn kết giả tạo này nó đã vô hình chung nó đã tạo điều kiện cho súc vật nằm dùng, nó cài cắm vào trong hàng ngũ của những người đấu tranh rất là nguy hiểm. Và súc vật nằm dùng khi mà nó đã cài cắm vào rồi đó các bạn, thì nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ làm hai việc. Thứ nhất là nó đâm bị thóc, nó thọc bị gạo. Mình sẽ nhìn thấy nó như thế này các bạn, là súc vật nằm dùng nó sẽ dùng những cái câu từ móc ngoéo. Nó dùng khi mà nó lên Facebook các bạn, nó sẽ dùng những cái câu từ móc ngoéo, nó ẩn ý, nó gài thế, nó lấp lửng, nó nửa vời. Những cái câu từ của nó như vậy các bạn, gài thế, lấp lửng, nửa vời. Và có một cái điều đặc biệt, đó là cái kẻ nằm dùng này đó, nó sẽ dùng rất là nhiều cái nick giả khác, rất nhiều nick giả để mà chi, để nó hùa, nó dẫn dắt, nó định hướng sang cái là cái ý hiểu lầm. Tôi nói ví dụ nha, bây giờ ví dụ như cái thằng súc vật nằm dùng nó đưa ra một cái ý, đúng không, nó đưa ra một cái ý, thì cái ý này nếu như bạn mà phân tích kỹ thì bạn sẽ thấy nó lấp lửng, bạn thấy nó lấp lửng, nó nửa vời, nó viết ẩn ý, nó viết hạng hai, nhưng mà bạn không thể dùng cái ý đó để mà bạn quy chụp, bạn kết tội nó được. Nó viết lấp lửng mà khó kết tội lắm. Sau đó nó lại dùng một cái nick khác, cũng là nó luôn nhưng mà là một cái nick khác, nó bắt đầu vô nó comment cái ý hồi nãy đó, để mà nó dẫn dắt người ta hiểu sang cái ý mà rất là ác ý, rất là ác ý. Thì là mình không thể quy chụp cái thằng chủ thớt được. Là bởi vì sao? Chủ thớt thì nó viết lấp lửng, còn cái thằng comment là một cái nick giả, đúng không? Cái nick giả này nó mới comment để nó dẫn dắt sang hướng khác. Thì nếu có chửi là chửi cái nick giả, mà chửi cái nick giả thì ai biết nick giả đó là cái thằng nào. Cho nên chửi một cái thằng mà mình không biết nó là thằng nào thì chửi cũng vô ích. Đó. Nhưng mà cái quan trọng là cái thằng chủ thớt, lẽ ra cái thằng chủ thớt nó phải xóa cái comment của cái nick giả, đúng không? Nếu như mà thằng chủ thớt mà nó đàng hoàng đó, thì là khi mà có một cái nick giả mà định hướng người ta, dẫn dắt người ta qua một cái ý rất là ác ý, thì lẽ ra thằng chủ thớt nó phải xóa đi. Nhưng mà đằng này thằng chủ thớt nó cố tình nó không xóa. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra chính nó là cái người đã lập nick ảo để mà comment, để mà dẫn dắt người ta sang một cái hướng khác rất là ác ý. Đó. Thì đó chính là cái thằng súc vật nằm dùng các bạn. Như vậy chúng ta nhắc lại, cái thằng súc vật nằm dùng nó có cái cách comment, nó có cách chấm lửng, nó có cách chấm câu vô cùng là hàng hai, vô cùng là ẩn ý, vô cùng là bỏ ngỏ. Nhưng mà không thể quy chụp nó được. Rồi nó dùng cái nick khác để mà nó dẫn dắt người ta. Thì cuối cùng là nó có thể chạy tội được. Mà người ta không thể có chứng cứ. Nó nói cái đó là cái nick kia nói chứ đâu phải nó nói. Nhưng mà vấn đề quan trọng là nó không chịu xóa, nó không chịu xóa. Nó cố tình nó để cái comment của cái thằng mà thằng nít giả là như vậy đó. Thì đó là chúng ta nói rằng thằng súc vật nằm dùng nó đâm bị thóc, nó thọc bị gạo. Một cái tình huống thứ hai, đó là cái thằng súc vật nằm dùng này nó làm cái gì? Cái thằng súc vật nằm dùng này nó sẽ trở thành anh hùng, nó xây dựng hình ảnh cá nhân, bởi vì nó có rất là nhiều nít giả. Nó comment dạo, nó chuyên gia đi comment dạo. Nếu một cái người đàng hoàng chân chính, người ta không có rảnh đâu mà người ta đi chui vô nhà người này, chui vô nhà người kia để mà người ta comment dạo tùm lum, để mà đi PA, mà đánh bóng, mà chửi bới, mà cọc cằn, rồi mà sân si. Cái người thật sự người ta chỉ lo cái việc của họ thôi. Còn ví dụ như cái chuyện nào nó liên quan đến họ thì họ mới nói. Còn đằng này cái chuyện của ai đâu không mà comment trên nhà người khác đâu không mà nó cũng chui vô để mà nó giải thích tùm lum, nó dùng nhiều nick để mà nó vô nó comment nó trả lời.
À, thì đó rõ ràng nó là nó sao, nó đang cố gắng nó xây dựng hình ảnh để nó trở thành một anh hùng, nó đang cố gắng xây dựng hình ảnh để mà nó thành một vị ngôi sao. À, và khi nó thành anh hùng rồi, nó thành ngôi sao rồi thì nó có một cái uy tín, đúng không? Và bắt đầu nó lợi dụng cái uy tín đó để mà nó thu thập chứng cứ. À, khi mà người ta tin tưởng nó, đúng không, người ta mới tâm sự với nó. À, người ta tâm sự với nó thì nó thu thập chứng cứ, đúng không? Rồi nhiều người mới là lập team, lập nhóm, rồi bắt đầu là người ta mới tâm sự với nó và nó có chứng cứ. Nó sẽ đem cái chứng cứ này nó nộp cho thằng sếp của nó, nó nộp cho cái thằng gọi là trùm thúi, đúng không? Thì để thằng trùm thúi đó bắt. Đã. Chứ còn thằng súc vật nằm vùng này nó chưa có lộ diện. Đã. Nguy hiểm là cái chỗ đó nó không lộ diện, nó tiếp tục thu thập chứng cứ và sếp nó sẽ bắt. Đã. Nó kinh khủng vậy đó. Cho nên là hãy hết sức cẩn thận đối với là súc vật nằm vùng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái sự đoàn kết giả tạo các bạn, nó không đi tới đâu cả, công cuộc chung không có đi tới đâu được cả. Và bằng chứng là 42 năm trời không có đi đến một cái kết quả nào cả. À, là vì sao? Vì người ta nể mặt, người ta bằng mặt không bằng lòng, người ta nghi ngờ mà không nói ra, cho nên đoàn kết giả tạo đó không đưa dân tộc đi lên. Bây giờ chúng ta qua cái phần số 3, đó là gì? Đó là phá tan cái hoài nghi. Đó, phá tan hoài nghi có nghĩa là chúng ta phải dám nhìn thẳng và sống thật. Chúng ta lưu ý, sống thật các bạn, phải nhìn thẳng vào sự thật, dám thừa nhận sự thật và hãy sống thật, sống bằng chính con người của mình. À, ví dụ như rằng là mình đã từng kính yêu bả chó, mình đã từng viết những cái câu mình ca ngợi bả chó, mình dám nhìn thẳng vào sự thật và mình dám sống thật là mình là ngày xưa như vậy, và mình mong mọi người hãy tha thứ cho cái sự ngu muội của mình ngày xưa. Đó gọi là sống thật, chứ mình không có che giấu, mình không có lấp liếm, mình không có chối, mình không có lập nhiều nick ảo để mình biện minh biện hộ để mà mình che giấu. À, vì đó là sự thật không thể chối cãi được. Cái kim trong bọc nó phải lòi ra thôi, chắc chắn nó phải lòi ra, không sớm thì muộn. Giấy thì không bao giờ có thể gói được lửa, cứt thì che cỡ nào nó cũng thối. Cho nên là phải hốt. Thứ nhất là phải xin lỗi mọi người, là chính tôi đã từng ỉa ra cái bãi cứt này. Tôi xin lỗi mọi người, tôi đã làm ảnh hưởng đến mọi người và tôi chịu trách nhiệm hốt cứt. Tôi chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả. Và nếu như tôi đã gây thiệt hại cho ai mà cái người đó chứng minh được là họ đã thiệt hại, thì tôi phải sẵn sàng bồi thường. Chứ không thể nào mà che giấu lấp liếm được. Cho nên mới gọi là phải nhìn thẳng và sống thật. Thì chính vì vậy mới có thể tạo ra được cái sự đoàn kết thật sự. Như vậy thì chỉ có cách phá tan hoài nghi, nhìn thẳng vào vấn đề, sống thật với lại con người của mình thì mới có thể tạo ra sự đoàn kết thật sự. Như vậy thì chúng ta phá tan cái sự hoài nghi đó như thế nào? Thứ nhất là chúng ta khi mà có hoài nghi thì chúng ta hãy công khai đặt câu hỏi. Hãy công khai đặt câu hỏi. Chúng ta lưu ý là công khai đặt câu hỏi nó không phải là đấu tố các bạn. Nó không phải đấu tố. Ở đây là ai cũng có quyền nghi ngờ, và khi nghi ngờ người ta có quyền đặt câu hỏi. Đó không gọi là đấu tố. Chừng nào nghi ngờ, mới có nghi ngờ thôi mà lên mạt sát chửi rủa, quy chụp, thì cái đó mới gọi là đấu tố. Bởi vì sao? Bởi vì anh nghi ngờ mà anh đã quy chụp rồi thì cái đó gọi là đấu tố. Còn cái này sao? Còn cái này là tôi nghi ngờ và tôi công khai đặt câu hỏi một cách đàng hoàng lịch sự thì cái đó không gọi là đấu tố. Và khuyến khích mọi người, nếu như các bạn nghi ngờ mình là súc vật nằm vùng thì các bạn hãy mạnh dạn đặt câu hỏi một cách công khai các bạn. Không cần là các bạn phải có chứng cứ. Chỉ cần các bạn nghi thôi thì các bạn cứ đặt câu hỏi đi, không cần phải có chứng cứ. Nghi là bạn có quyền đặt câu hỏi rồi. Và khi đặt câu hỏi thì là thứ nhất là bạn công khai, tức là gì? Tức là bạn hãy livestream. Bạn hãy livestream, bạn đưa mặt bạn ra. Bạn đưa cái mặt thật của bạn ra, bạn nói rằng bạn nghi ngờ mình ở điểm nào, tại sao bạn nghi ngờ, và bạn yêu cầu mình trả lời cho bạn. Bạn hãy livestream, đưa mặt thật của bạn ra. Còn trong trường hợp bạn không có dám livestream, bạn không dám livestream, thì bạn có thể viết bài cũng được. Bạn viết bài cũng được. Nhưng mà khi bạn viết bài trên Facebook, tức là bạn không dám livestream bạn viết bài, thì yêu cầu là bạn hãy dùng cái Facebook thật. Để chi? Để là cái câu hỏi của bạn nó có cái giá trị, làm cho cái người được hỏi họ phải có cái trách nhiệm là trả lời. Chứ còn bạn dùng cái Facebook giả thì là cái giá trị nó không cao.
Rồi là cái người được hỏi, đúng không? Cái người được hỏi, hoặc chúng ta cũng có thể nói rằng là cái người bị hỏi, cái người được hỏi, hoặc là cái người bị hỏi, đúng không? Thì sao? Thì tùy theo cái thái độ thôi. Tức là nếu mà mình vui thì mình thấy là mình đang được hỏi. Còn nếu mà cái người đó cọc cằn bực dọc, người đó đang muốn che giấu cái gì đó, thì họ sẽ không có cảm giác là họ được hỏi, mà họ sẽ có cái cảm giác rằng là họ đang bị hỏi. Thì nếu như mà cái người được hỏi thì là phải có cái trách nhiệm gì? Thì ở đây mình liệt kê ra một số cái trường hợp. Đó là nếu như mà cái lời là chửi rủa của dư heo viên, tức là thay vì đặt câu hỏi, đúng không, thì đây không phải hỏi mà nó chửi rủa, nó mạt sát, và sao, và cái sự mạt sát đó là bạn chắc chắn đó là dư heo viên. Nếu như bạn chắc chắn cái sự chửi rủa, sự mạt sát đó là của dư heo viên, thì chúng ta lưu ý rằng dư heo viên thì có là ẩn và dư heo viên hiện. Thì có những người họ là dư heo viên, họ lập những cái nick giả để mà họ chửi rủa, thì là đó là dư heo viên ẩn, hèn hạ. Còn cái trường hợp nữa là cũng có người xuất hiện luôn, trường mặt ra luôn, công khai luôn, tự nhận mình là dư heo viên luôn, quay video luôn, mạt sát chửi rủa luôn. Có những dư heo viên họ công khai các bạn, chứ không phải dư heo viên nào cũng là âm thầm lén lút đâu. Có những dư heo viên không biết sao mà nó can đảm ghê á, nó trường mặt nó ra luôn. Thì cho dù là ẩn hay hiện, đúng không, cho dù là giấu mặt hay là hiện mặt ra, thì là cũng không nhất thiết phải trả lời. Bởi vì sao? Bởi vì đó là dư heo viên, họ dùng những cái ngôn từ mạt sát, họ dùng những cái ngôn từ chửi rủa, thì không nhất thiết phải trả lời, nó rất là mất cái thời gian. Nhưng mà riêng đối với cá nhân mình, thì khi mà có dư heo viên nào mà nó chửi mình á, thì thường nha các bạn, mình sẽ xe về, mình sẽ xe là xe về, hoặc là nếu mà không xe được thì mình có thể chợp cái màn hình, mình chợp màn hình lại mình đem về. Và thường cái cách mình xe về hoặc là chợp màn hình đem về thì mình làm theo cái nguyên tắc là để đây và không nói gì. Ví dụ như là có một lần là có một thằng cha nó tên là Trần Nhật, gọi là Trần Nhật chấm chấm, mình không muốn nói rõ tên của cái ông này đó, ông này ông tên là Trần Nhật chấm chấm, thì ông có viết một cái bài dài lắm các bạn, dài lắm, ông chửi rủa mạt sát mình, chửi rủa mạt sát, và ông ký tên luôn các bạn, ông công khai ông ký tên luôn. Thì là các bạn, nếu mà các bạn xem theo dõi Facebook của mình thì các bạn sẽ thấy là mình có share cái bài của ông đó về. Như vậy thì đối với dư heo viên mà chửi rủa thì có thể là bạn trả lời hoặc không trả lời đều được hết. Nó mất thời gian, trả lời nó mất thời gian thôi. Nhưng riêng đối với cá nhân mình thì mình không trả lời, nhưng mà mình share về hoặc là mình chụp màn hình về và mình để đó và không nói gì. Đã. Rồi, cái tình huống tiếp theo này là đây là một cái người này là không phải dư heo viên, tức là cái người mà họ đặt câu hỏi đó các bạn. Họ đặt câu hỏi, cái người này là không phải dư heo viên các bạn, mà họ là cái người nhân danh là cái người đang đấu tranh dân chủ. Họ nhân danh là một cái người đang đấu tranh dân chủ, họ không phải dư heo viên. Nhưng mà cái người này lại dùng những cái ngôn từ chửi rủa. Tức là họ không phải dư heo viên, họ tự xưng họ là người đấu tranh dân chủ. Nhưng mà thay vì đặt câu hỏi một cách lịch sự đàng hoàng thì họ lại là chửi rủa, họ dùng những cái ngôn từ nó rất là vô văn hóa. Thì sao? Thì chúng ta có thể trả lời, cũng có thể là không cần trả lời. Như vậy thì nếu muốn thì vẫn có thể trả lời đối với cái người vô văn hóa đó. Nhưng mà cũng nếu không thích thì cũng không cần phải trả lời, bởi vì họ vô văn hóa, nói chuyện với họ làm gì. Như vậy thì còn cái trường hợp cuối cùng. Cái trường hợp cuối cùng là gì? Là cái người đặt câu hỏi, họ nghi ngờ, ví dụ như họ nghi ngờ bản thân mình đi, mình ví dụ là như vậy, họ nghi ngờ mình là súc vật nằm vùng. Họ lên mạng, họ công khai, họ livestream, hoặc là họ viết bài trên cái Facebook thật của họ, họ đặt câu hỏi với một cái thái độ rất là đàng hoàng, với một thái độ rất đàng hoàng, rất là nghiêm chỉnh, bởi vì họ đã thắc mắc thật sự, họ nghi ngờ thật sự, thì là cái người được hỏi là phải có cái trách nhiệm trả lời.
phải có trách nhiệm trả lời. À, nếu như bạn hỏi mình thì mình sẽ công khai, mình quay video, mình trả lời cho bạn. À, thì nó cũng có hai cái trường hợp. À, đó là cái câu hỏi của bạn á, là cái câu hỏi thông thường. À, khi cái câu hỏi của bạn là cái câu hỏi thông thường, à, thì đương nhiên là mình phải trả lời rồi, đúng không? Mình phải trả lời, mình sẽ không có che giấu, mà không che giấu. À, phải nhìn thẳng, sống thật. À, nhớ là sống thật. À, bởi vì sao? Bởi vì chỉ có sống thật mới có thể thắng được là độc tài mà thôi. À, sẽ công khai trả lời. Trả lời thật. À, có lỗi thì nhận. À, còn nếu không có lỗi thì sẽ giải thích cho rõ ràng. À, để phá tan cái sự nghi ngờ của người ta. À, dám công khai phô bày. À, dám công khai phô bày. À, cái sự thật ra. Nếu như có lỗi thì sẽ xin lỗi và khắc phục. À, khắc phục, đền bù. À, nếu như mà đo lường được là cái sự gây thiệt hại thì phải đền bù, thậm chí đền tội. À, là cũng phải làm. À, bởi vì con người ta sống là cái danh dự nó rất là quan trọng. À, chứ không phải là người ta hỏi đàng hoàng như vậy mình không thèm trả lời, mình khóa nít người ta. À, người ta hỏi đàng hoàng mình không chịu trả lời, mình khóa nít, mình block nít người ta. À, rồi ai vô like cái mình cũng block luôn. À, ai vô like cái câu hỏi mình không ưa mình block luôn cái người like luôn. Thì như vậy là cái thái độ như vậy là không có được. Đó, thì đó là mình nói cái trường hợp là những cái câu hỏi thông thường. À, còn đối với những cái câu hỏi mà riêng tư, à, những câu hỏi riêng tư tế nhị, đúng không? À, thì nếu muốn thì có thể trả lời, nếu muốn thì có thể trả lời. Còn nếu không muốn thì có quyền từ chối trả lời, đúng không? À, ví dụ như bạn hỏi một câu rất là tế nhị, rất là riêng tư, rất là cá nhân, thì nếu vui thì người ta trả lời, còn không vui thì người ta sẽ từ chối trả lời. Mình ví dụ đi, mình ví dụ như là có người hỏi mình như thế này nè các bạn, một câu hỏi rất riêng tư các bạn. Đó, họ hỏi gì nè? Họ hỏi rằng là thầy có phải BD không? À, họ hỏi mình có phải BD không? Đây là một câu hỏi rất là riêng tư. À, à, nếu mà không vui thì có thể không trả lời, còn nếu vui thì vẫn cứ trả lời. À, thì theo bản thân mình các bạn, BD không có gì xấu cả các bạn. BD là không có gì xấu hết đó. Tham nhũng mới xấu các bạn, tham nhũng mới là xấu. Độc tài xúc vật mới là xấu. Dư heo viên chó điên ăn cứt gà chiên mới là xấu. À, rồi những kẻ bưng bô, à, những kẻ bưng bô, những cái kẻ bán nước, những kẻ phản quốc, những cái kẻ mà xả thải để mà giết biển, giết dân, à, giết môi trường, những kẻ đó mới là xấu. À, chứ BD là không có gì xấu hết đó các bạn. Thậm chí các bạn, thậm chí nếu như mà BD, đúng không? Nếu BD mà chửi độc tài xúc vật, à, BD mà chửi những kẻ tham nhũng, BD mà chửi dư heo viên chó điên, BD mà chửi những kẻ bán nước, à, BD mà lại là chửi những cái kẻ là xả thải để mà hủy hoại môi trường, thì BD đó là tốt. Thậm chí là hy vọng rằng là có nhiều BD như vậy càng tốt. À, càng nhiều BD mà chửi độc tài thì càng tốt, càng hay, chửi tham nhũng là càng tốt. À, BD như vậy là tốt hơn rất nhiều, tốt hơn rất nhiều so với những cái người mà sao, những cái người họ không phải là BD nhưng mà họ câm nín. À, nếu BD mà chửi độc tài, chửi tham nhũng sẽ tốt hơn rất nhiều so với cái người mà không phải BD nhưng mà họ sao, họ câm nín, họ câm lặng. À, họ không dám chửi độc tài, họ không dám chửi tham nhũng, họ không dám chửi dư heo viên chó điên, họ không dám chửi những kẻ bán nước. À, thì BD mà dám chửi là BD tốt hơn rất nhiều so với người không phải BD mà câm mỏ lại, câm nín trước những cái bất công của xã hội. Thì đó là cái câu trả lời của mình dành cho những ai mà vẫn đang thắc mắc là mình có phải BD hay không. Đương nhiên cái câu hỏi này nó mang tính chất riêng tư, mình có quyền trả lời, mình cũng quyền không trả lời. Nhưng mà đối với bản thân mình thì chả có gì giấu cả các bạn. Mình trả lời như thế đó các bạn. Và bây giờ mình xin phép qua cái phần cuối cùng, phần số 3, đó là kết luận. Đó là kết luận. Thì là mình nhắc lại là thứ nhất, mình khuyến khích các bạn khi mà các bạn nghi ngờ mình là xúc vật nằm vùng, mà nghi ngờ như thế nào, nghi ngờ tại sao, mình khuyến khích các bạn hãy đặt câu hỏi. Nhưng mà bạn phải nhớ nói rõ là tại sao bạn nghi và bạn nghi chỗ nào để mình dễ dàng mình trả lời cho bạn. Không chỉ bản thân mình đâu các bạn. Ngoài ra nếu như bạn nghi những người khác là xúc vật nằm vùng,
hoặc là bạn nghi ngờ cái chuyện gì đó, thì mình cũng khuyến khích bạn nên đặt câu hỏi đi. Bạn hãy đặt câu hỏi. Thì mình xin phép là cái người mà sẵn sàng trả lời những cái nghi ngờ của các bạn. Ngoài ra thì vừa rồi trong cái livestream của chị Emily về cái chủ đề là nhìn thẳng sống thật đó các bạn, thì chị Emily cũng có nói rằng là nếu như bạn nghi ngờ chị Emily ở điểm nào thì bạn hãy cứ đặt câu hỏi đi, chị ấy sẽ trả lời cho bạn. Cho nên rằng là để mà có cái sự đoàn kết thật sự thì mình khuyến khích mọi người khi có nghi ngờ hãy mạnh dạn hỏi, và người được hỏi phải có trách nhiệm là trả lời để mà phá tan cái sự nghi ngờ. Thì từ đó là dân tộc mới có cái sự đoàn kết thật sự. Thì lúc đó là độc tài xúc vật nó không có thể cài cắm vào được, nó không cài cắm người vào được. Bởi vì sao? Bởi vì nó là xúc vật. Người ta hỏi vài câu là nó lòi cái bản mặt xúc vật của nó ra. Cho nên khuyến khích là mọi người hãy cùng nhau mạnh dạn phô bày sự thật. Có nhiều người lo sợ là khi mà đặt ra những cái câu hỏi như vậy thì sẽ làm cho cái phong trào sụp đổ. Có rất nhiều người lo lắng là phong trào sụp đổ. Thì mình xin thưa là đừng sợ, đừng sợ phong trào sụp đổ. Xin thưa với lại các cô bác, các anh chị, các cái những người mà có tấm lòng yêu nước, đừng bao giờ sợ phong trào sụp đổ. Bởi vì nếu như mà nghi ngờ mà không nói ra thì tưởng chừng như là đoàn kết, nhưng cái đoàn kết đó là cái đoàn kết giả tạo. Đoàn kết giả tạo thì nó không có đi đến đâu cả, nó không đi đến đâu cả. Và độc tài nó luôn luôn nó tìm cách gieo rắc cái sự nghi ngờ. Độc tài nó rất là giỏi trong cái việc là nó gieo rắc cái sự nghi ngờ. Nó rất giỏi trong cái việc gieo rắc sự nghi ngờ. Và đồng thời nó ngăn cản người ta tìm ra sự thật. Để cho người ta cứ nghi ngờ âm ỉ, nghi ngờ hoài như vậy đó các bạn. Độc tài nó rất giỏi gieo rắc. Mình nói ví dụ như các bạn thấy những cái phim của quốc gia hình đầu bò, người A nghi người B, nghi nhưng mà không nói, hiểu lầm nhau thôi nhưng mà không nói, rồi bắt đầu là tìm cách giết nhau, người A giết người B, rồi con người B giết người A, rồi con người A giết con người B, vân vân. Hoặc là sao, hoặc là quánh nhau, quánh trường kỳ, quánh mà đến nỗi mà trả thù nhau liên miên mấy chục năm trời. Tới hồi là hai người gần chết rồi, gần chết, hai người đang ngáp rồi, bắt đầu mới nói thiệt. Mới nói là tại sao mày như vậy, thằng kia nói tao không có như vậy mà tao như vậy. Bắt đầu hai người mới mới ngộ ra rằng là thì ra mấy chục năm qua họ hiểu lầm nhau, nhưng mà họ không chịu nói. Họ tự hiểu lầm, họ nghi ngờ, họ để trong lòng, họ thù nhau và họ tìm cách trả thù. Thì rõ ràng rằng là đó là những cái phim của quốc gia hình đầu bò, nó đang đầu độc chẳng những nhân dân ở quốc gia hình đầu bò mà nó còn đầu độc cả nhân dân ở quốc gia hình con giun. Là bởi vì tà quyền độc tài xúc vật ở quốc gia hình con giun là tay sai cho tà quyền độc tài xúc vật ở quốc gia hình đầu bò. Cho nên cái nhiệm vụ của nó được gọi là được ông cố nội của nó giao phó, đó là đem những cái phim ảnh của quốc gia hình đầu bò sang quốc gia hình con giun để mà dịch ra tiếng giun và chiếu cho nhân dân ở quốc gia hình con giun xem, nhằm mục tiêu đầu độc nhân dân. Như vậy thì độc tài nó giỏi trong cái việc gieo rắc sự nghi ngờ và nó ngăn cản người ta tìm ra sự thật. Để chi? Để nó cài cắm người vào. Cho nên là cần phải phá tan cái nghi ngờ, phanh phui sự thật. Và cho dù khi mà phanh phui cái sự thật đó ra thì 100 người đấu tranh, 100 người đấu tranh, chỉ còn lại 10 người thật sự thôi, chỉ còn lại 10 người thật sự thôi thì cũng nên phanh phui. Bởi vì sao? Bởi vì 10 người đó là 10 người thật sự, và 10 người thật sự đó họ sẽ đoàn kết một cách thật sự, đoàn kết một cách vững chắc mà tà quyền độc tài xúc vật nó không bao giờ nó có thể ly gián được. Nó không bao giờ nó có thể phá tan cái sự đoàn kết đó được đó. Bởi vì đó là đoàn kết thật sự. Cho dù chỉ còn có 10 người, 90 người kia giả sử là xúc vật nằm dùng. Như vậy chúng ta thấy rằng là 100 người mà có 90 người xúc vật nằm dùng thì nó sẽ sao? Nó sẽ tệ hơn so với chỉ còn lại 10 người mà 10 người đó là đoàn kết thật sự. Cho nên mong rằng là mọi người hãy mạnh dạn đưa ra những cái nghi ngờ của mình,
để mà phá tan hiểu lầm, để mà có đoàn kết thật sự. Bản thân cái người mà mắc sai lầm thì phải dám nhìn nhận cái sự thật. Sự thật đó vẫn là sự thật, phải dám nhìn nhận sự thật, phải dám nhận lỗi và sửa chữa nếu như mình có phạm sai lầm. Thực ra ai cũng có sai lầm hết các bạn, người nào cũng có sai lầm hết. Cho nên sao? Cho nên chúng ta cần phải dám nhìn nhận vào sự thật, dám xin lỗi và dám sửa chữa. Đương nhiên cái việc mà nhìn nhận sự thật thực ra là nó rất là ê chề, nó rất ê chề, nó rất là bẻ mặt đối với là những người ở quốc gia hình con suông. Đối với những người ở quốc gia văn minh đó các bạn, thì có lỗi họ xin lỗi, và xin lỗi xong họ sẽ làm lại một cái con người mới, họ không có che giấu. Còn đối với cái người ở quốc gia hình con giun thì họ che giấu quen rồi, họ không có quen xin lỗi, họ không có quen nói cái chữ là xin lỗi và cảm ơn, họ không được dạy như vậy. Cho nên đối với họ xin lỗi là nó vô cùng bẻ mặt, nó vô cùng nhục nhã ê chề. Cho nên là phải cố gắng, phải cố gắng, phải ráng, cho dù là bẻ mặt cũng phải làm thôi, không được che giấu, không được lấp liếm, tức là không được che để giấu, không được lấp để liếm. Mình đừng có che giấu, mình đừng có lấp liếm. Che để giấu tức là ví dụ như chúng ta che cái mặt của chúng ta lại là để chúng ta giấu cái mặt của chúng ta, gọi là che để giấu. Hoặc là sao, hoặc là lấp để liếm. Ví dụ như bây giờ chúng ta ỉa ra một cái bãi cứt, đó là cái lỗi của chúng ta, nó gây thúi cả làng luôn. Thì chúng ta cần phải nhìn nhận cái lỗi của chúng ta là đã ỉa cứt, và chúng ta phải đi hốt cứt, chúng ta phải đi khắc phục hậu quả, phải xin lỗi mọi người và phải khắc phục hậu quả thì nó mới không còn thúi nữa. Chứ còn bây giờ chúng ta lấy lá cây, chúng ta lấy giấy, chúng ta lấy đồ, chúng ta lấy giấy, chúng ta che cứt nó lại, tức là chúng ta che để giấu cứt, đúng không? Chúng ta che cứt để chúng ta giấu cứt thì cứt nó vẫn thúi. Chúng ta lắp cứt để chúng ta liếm cứt thì cứt nó vẫn thúi. Nó cho nên đừng bao giờ che để giấu, mà cũng đừng bao giờ lắp để liếm, mà phải dám nhìn vào cái sự thật. Và đồng thời cái việc mà dám nhìn thẳng sống thật, nó cũng là cái việc mà làm gương cho những cái người mà yêu nước sau này. Những người yêu nước sau này họ cũng sẽ là bắt chước theo, cũng học theo, họ cũng lấy đó làm gương, mà họ không dám lợi dụng, họ không dám lợi dụng cái việc đấu tranh, họ không dám gọi là nhân danh là cái tình yêu nước để mà họ trục lợi cá nhân. Và đồng thời là súc vật, họ cũng sẽ không dám nằm vùng nữa. Tức là những cái người yêu nước sau này họ không dám nhân danh đấu tranh, đúng không? Họ không dám nhân danh tình yêu nước để trục lợi cá nhân, và súc vật họ cũng không dám nằm vùng nữa. Là bởi vì sao? Là bởi vì họ sẽ nếu như họ làm bậy làm bạ thì họ sẽ nhanh chóng bị dẹp mặt. Và cuối cùng là cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã theo dõi cái video của mình, và mình cũng trông chờ vào cái câu hỏi của các bạn được đặt ra một cách đàng hoàng, lịch sự, một cách công khai bằng hình thức live stream hoặc là viết bài trên cái Facebook thật. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.